Bước đầu tiên mình tô tóc thì mình sẽ tô trước một lớp màu mỏng để làm phần màu nền cho tóc của mình. Phần này thì mình có thể tô chuyển màu 2-3 màu gì đó, giống như là từ màu xanh rồi chuyển về màu tím để cho nó đỡ bị đơn điệu. Hoặc là mấy bạn có thể tô một màu xanh thôi giống mình cũng được. Đến bước tiếp theo là chúng ta sẽ gọi là xây ở phần những cái phần nào mà bị phần tóc ở trên che cái phần tóc ở dưới, tạo ra một cái chỗ bóng á, thì mình sẽ tô lên một lớp màu tối hơn, giống như là mình đang làm ở trong video này. Lúc đầu thì mình chỉ nên tô nhạt thôi, để về sau thì mình sẽ dễ để cho mình định hình cái cách mà mình muốn. Bây giờ thì mình sẽ sử dụng những cái màu tối hơn cái màu tóc ban đầu mà mình tô để mình nhấn vào những phần tóc bị khuất để tạo chiều sâu cho tóc. Khi tô thì mình nhớ là tô cho nó có nhiều sắc độ, có chỗ sáng nhất cũng có chỗ tối nhất, cũng có những chỗ nó có độ sáng trung gian. Như vậy thì nhìn tổng thể cái phần tóc của mình sẽ hài hòa hơn, đẹp. Cứ tiếp tục nhấn như vậy cho tới khi mà mình thấy mình nhìn được là được. Nhìn lại nãy giờ thì cũng chỉ có hai bước, đó là bước tô nền và bước tỉa phần bóng tóc. Những bước tiếp theo thì mình không biết phải giải thích thế nào, nhưng mà đó là bước mà bạn quyết định, do bạn sáng tạo. Bạn có thể sử dụng bút trắng để nhấn nhá, để highlight thêm. Bạn có thể vẽ thêm một sợi tóc nhỏ, bạn có thể đi nét lại phần tóc, vân vân. Thật ra thì mình cũng giống như các bạn, lúc mới đầu tập vẽ và tập tô màu thì mình cũng không biết phải tô như thế nào cho nó đẹp, thì mình cũng đi tìm ở trên các trang mạng, trang YouTube, trên Instagram, Facebook, xem video của những cái người mà vẽ đẹp hơn mình, xem video của chị sò Kimura, xem tranh của các senpai để coi là cách mà họ tô như thế nào, từ đó mình có thể bắt chước và học hỏi, sáng tạo, phát triển thêm. Rồi cũng tới lúc mà mình xem tới nào mà mình không biết phải vẽ như thế nào thì mình cũng muốn đi lên trên Facebook, mình hỏi là chị vẽ, chị tô màu tóc như thế nào mà đẹp vậy, bạn tô như thế nào mà ra được tóc đẹp như vậy. Thì mọi người hầu như ai cũng trả lời giống như nhau. Mà hồi đó thì mình không tin, nhưng mà bây giờ thì mình thấy là nó đúng thiệt.
mọi người nói là đều tô đại. Giờ thì mình hướng dẫn các bạn cách tô tóc thì mình cũng chỉ có thể chỉ ra được hai bước đó thôi, còn cái phần còn lại là mấy bạn phải tô đại. Nói là tô đại nhưng mà thực chất đó là việc các bạn sáng tạo, các bạn tự nghĩ ra, các bạn thử nghiệm. Thử nghiệm thì sẽ có nhiều kết quả khác nhau. Có người thì sẽ thấy nó đẹp, có người thì sẽ thấy nó không đẹp. Nhưng mà từ cái việc bạn thấy nó không đẹp thì bạn sẽ rút ra được kinh nghiệm cho mình, để từ cái chỗ không đẹp đó lần sau bạn vẽ đẹp hơn, tốt hơn. Như mấy bạn đều có thể thấy là không có ai mà mới vẽ mà đẹp hay được. Bởi vậy bạn phải vẽ càng nhiều, tô càng nhiều, rút càng nhiều kinh nghiệm. Lúc đó thì não bạn nó sẽ tiếp thu được nhiều cái kiến thức hơn, và từ đó mà bạn sẽ ngày càng vẽ đẹp hơn. Vì vậy các bạn đừng có sợ sai khi mà mình tô đại. Nếu mà sai thì mình cứ sửa, rồi mình rút kinh nghiệm vào lần sau. Và đó là những điều mà mình muốn nói trong cái video ngày hôm nay. Hy vọng là các bạn sẽ thích và học được gì đó. Ok, bye bye. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo.